bạn chị và các bạn, hôm nay mình cùng nhau làm món đậu hũ chiên xả quen thuộc nha. Cách làm rất là đơn giản mà lại nhanh nữa. Mình chỉ cần bỏ ra một chút thời gian là sẽ có một món đậu hũ chiên nóng giòn, thơm của xả, ớt. Cách làm thì mình biến tấu một chút, cho miếng đậu hũ mình nó thấm giòn được lâu và xả không có bị cháy. Mình dùng với cơm trắng hoặc là với xôi trắng cũng rất là ngon. Bây giờ mình bắt đầu vào bếp làm nha. Nếu thích video, anh chị và các bạn hãy nhấn nút đăng ký để đón xem video mới nhất của mình. Thành phần nguyên liệu mình để trong hộp mô tả description box hoặc là ở cuối video nha. Bây giờ mình bắt đầu vào làm. Đầu tiên mình đi chuẩn bị đậu hũ để mình ướp cho nó có thời gian nó thấm nha. Đậu hũ sau khi mình mua về mình rửa sạch, sau đó mình lau lại cho nó khô. Mình dùng giấy mình chậm như thế này nè, cho nó khô. Đậu hũ này mình sẽ chẻ đôi ra như thế này. Sau đó mình cắt ra hai. Rồi mình sẽ cắt miếng nhỏ như thế này, khoảng chừng một đốt lóng tay nha. Mình cắt miếng nhỏ vừa thì mình ướp chiên nó thấm ngon hơn. Hôm nay mình sử dụng miếng này là khoảng chừng 450g á. Mình dùng đậu hũ hơi cứng một chút, nhưng mà không có cứng lắm thì sẽ không có ngon. Cứng bên ngoài nhưng bên trong vẫn còn độ mềm béo ngon nha. Sau đó mình cho ra dĩa và mình sắp một lớp đều như thế này nè. Giờ mình sẽ ướp vào đây cho nó thấm luôn nha. Mình cho vào đây hơn nửa muỗng cà phê muối. Mình rắc lên như thế này nè cho nó đều. Và nửa muỗng cà phê tiêu. Mình chỉ ướp đơn giản như vậy thôi. Sau đó mình tha lên cho nó thấm đều. Rồi mình để đậu hũ ở đây khoảng chừng 15-30 phút cho nó thấm. Xả nếu mình có xả tươi mình dùng thì sẽ thơm ngon hơn, nhưng mình không có thì mình sử dụng xả băm đông lạnh cũng rất là thơm. Mình dùng khoảng chừng 2-3 muỗng cà phê vuông xả băm và mình rải lên cho đều, cho xả áo đều. Và để cho miếng đậu hũ mình chiên giòn ngon hơn, mình sử dụng đây là bột bắp. Mình rắc đều lên khoảng chừng 2-3 muỗng cà phê vuông. Bột bắp sẽ giúp cho đậu hũ mình chiên giòn ngon hơn và cũng làm cho xả mình không có dễ bị cháy nữa. Mình dùng khoảng chừng 2-3 muỗng cà phê vuông, miễn sao là mình áo đều hết miếng đậu hũ. Mình cho vào chén 3 muỗng cà phê vuông xả băm. Và 1 muỗng cà phê vuông bột bắp. Mình trộn lên cho áo đều. Sau đó mình rải đều lên đậu hũ. Mình làm như thế này thì khi mình chiên miếng đậu hũ mình sẽ giòn ngon hơn. Miếng đậu hũ mình được áo nhiều xả với bột thì chiên sẽ giòn ngon hơn và nó sẽ rất là thơm. Ớt mình sử dụng 2 trái và mình cắt lát to như thế này vì mình thích có cái độ cay the the nhẹ thôi. Nếu thích cay hơn nữa thì mình băm ra nha. Giờ mình đi chiên đậu hũ.
Mình cho dầu vào, không nhiều lắm nha, khoảng chừng nửa đốt lóng tay thôi. Đợi cho dầu nóng, mình cho đậu hũ vào chiên. Mình chiên với lửa hơi cao một chút. Và khi mình cho vào thì mình giữ yên miếng đậu hũ như vậy thì sả sẽ không có bị trôi ra. Khi đậu hũ vàng thì mình sẽ trở bề và tiếp tục chiên cho bề kia vàng đều. Mình chiên cho hơi vàng một chút thì miếng đậu hũ mình sẽ giòn ngon hơn. Vàng như thế này nha, rất là ngon luôn. Giờ mình sẽ vớt ra. Khi mình vớt ra, mình cho vào trong cái rổ thì nó giữ cái độ giòn lâu hơn là mình để lên miếng giấy đó. Và tiếp tục mình cho đậu hũ vào chiên hết. Sau khi mình chiên xong như thế này thì mình có thể ăn được rồi nè. Hoặc nếu mình thích nó thơm ngon hơn nữa thì mình sẽ đi phi sả và tỏi mình sắp lên. Mình cho vào chảo khoảng chừng 1-2 muỗng canh dầu. Sả nó hút rất nhiều dầu nên mình cho hơi nhiều một chút. Sau đó mình cho tỏi băm và sả băm vào. Tỏi mình sử dụng là tỏi băm đông lạnh đó. Đợi cho sả tỏi băm vàng thơm thì mình sẽ cho ớt vô. Nếu mình cho ớt sống quá thì nó sẽ nồng dữ lắm và nó cũng dễ bị cháy nữa. Rồi mình cho đậu hũ vào. Mình xóc lên. Lúc này mình tắt lửa nha. Mình xóc lên cho nó đều. Mình làm như thế này thì đậu hũ mình rất là thơm, giòn và thơm lắm. Món này mình làm là thơm lên cả nhà luôn đó. Anh chị và các bạn nhìn xem nè. Miếng đậu hũ nó giòn, rất là ngon luôn nè. Mình dùng với cơm trắng hoặc là với xôi trắng cũng rất là ngon. Jenny chúc cho anh chị và các bạn làm ăn ngon nha. Thêm một món cho gia đình mình thưởng thức. Sả băm, tỏi băm nè, rất là giòn. Mình dùng với cơm thôi cũng rất là ngon rồi đó. Làm rất là nhanh luôn. Mình chỉ bỏ ra một chút công sức thôi là sẽ làm ra được một món ngon như thế này. Đơn giản mà lại nhanh nữa. Vậy là mình mới chia sẻ đến anh chị và các bạn một món đậu hũ rất là ngon. Nếu như ai có góp ý hoặc là thắc mắc chuyện gì thì hãy để lại lời nhắn. Mình sẽ trả lời sớm nhất mình có thể. Và nếu như thấy thích video này thì bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo khi mình có video mới. Jenny cảm ơn rất là nhiều. Giờ xin chào và hẹn gặp lại trong video kỳ sau nhé.